trong câu chuyện mới nhất của đấu la đại lục sau khi rút thành công hải thần tam sao kích lại là người thừa kế ngôi vị hải thần, quy tắc ràng buộc trên đảo hải thần đã không còn sự kiềm chế nào đối với đường tam và thất quái. Đặc biệt bây giờ đường tam đã có thể rời khỏi đảo hải thần cùng với bạn bè, điều này cũng làm cho mọi người hiểu hơn về hải thần đảo, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về đảo hải thần trong quá khứ. Nó đã biến trở thành một vùng đất nhiều tâm huyết. Trong 4 năm, ngoại trừ tiểu vũ và bạch trầm hương, tất cả những người còn lại đều đã đạt tới cảnh giới trên 80 cấp hồn đấu la. Sau khi trở về đất liền, thế giới đang lâm nguy vũ hồn đế quốc đã bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào thiên đồ đế quốc và tinh la đế quốc Sư lễ khăng thất quái đã quay trở lại ngay lúc nguy cấp nhất đúng thời điểm quan trọng trong nội dung tiếp theo đường Tam và Sư lễ khăng thất quái vẫn chưa biết sự tồn tại của vũ hồn đế quốc tin tức này sau khi bọn họ trở về đất liền tìm hiểu bằng cách nghe tiếng tăm của vũ hồn đế quốc vậy là đào hải thần gần như sắp kết thúc đường tam đưa tiểu vụ đến tinh đấu đại xâm lâm còn bì bì đống để chống lại hải đại đế quốc bà đào tuyên thể sẽ thống nhất đại lục cạnh tranh cướp đoạt hai tài nguyên của hai đại đế quốc, thế nhưng tổn thất cũng không hề nhỏ đối với vũ hồn đế quốc đã hy sinh hơn 1.500 danh hồn sư trong trận chiến này. điều đáng nói ở đây, đối với toàn bộ vũ hồn đế quốc lại là một chuyện nhỏ. bỉ đông cũng tìm thấy một cơ hội, sử dụng điều này như là một cái cớ để bắt đầu cuộc chiến tranh. đây là cuộc chiến tranh có quy mô toàn bộ đại lục, có cực kỳ gay cấn và là tâm điểm của cả câu chuyện đấu la đại lục sau này. tất nhiên bỉ bỉ đông cũng đích thân tham chiến. bên cạnh đó, sáu gã phong hào đấu la cũng xuất hiện, sức mạnh tổng thể cuối cùng cũng được phơi bày. BB Đông lúc này đạt tới cảnh giới 99 cấp, một cuộc chiến mà bao nhiêu người chờ mong cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lần này BB Đông đã triệu tập rất nhiều hồn sư trên đại lục, kể cả thất đại tông tộc dưới trướng của vua đế quốc cũng có mặt. BB Đông ăn mặc cực kỳ quân ngấu đến tham dự, mặc dù bà là nữ hoàng của vua đế quốc, thế nhưng đồng thời bà cũng là một phong hào đấu la cực mạnh, với sức mạnh 99 cấp đỉnh phong, vì lẽ đó trên chiến trường không thể nào thiếu bị bị đông một ông hào đố là hùng mạnh đây cũng là lý do bỉ bỉ đông sẽ đích thân tham chiến trong cuộc chiến, Bibi Đông đã dẫn đầu 6 gã phong hào đấu là tiến tới tinh đấu đại xâm lâm, săn giết đại minh và nhị minh để cho mình thêm hai cái hồn hoàn 10 vạn năm cho chính mình. Và trong trailer tập mới nhất, Quỷ Đô La đã gặp lão sư tần minh của sử lấy khắc học viện. Tướng mạo của tần minh cũng vẫn có một chút làm chúng ta ngạc nhiên. Trong tiểu thuyết gốc đã không có sự xuất hiện của tần minh. Thời gian này, kẻ thù mà ông gặp phải là Quỷ Đô La. Tần minh xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm giúp học viên của mình săn hồn hoàn. Kết quả đã bị giết bởi Quỷ Đô La. Đường Tam nhất định sẽ báo thù cho Tần Minh khi quay trở về đất liền. Điều này cho Đường Tam một lý do để giết chết quỷ Đấu La. Bì Bì Đông tuy sáng dẫn theo 6 gã phong hào Đấu La tới tinh đấu đại xâm lâm, nhưng hai gã đã bị giết chết. Một gã chết bởi Đại Minh và Nhị Minh, một gã chết dưới tay của Đường Tam. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Sự hy sinh của hai gã phong hào Đấu La, điều này khiến Bì Bì Đông rất bức xúc và chào mừng các bạn đã đến với ltg mình là sáng kim đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho ltg nhé cuối cùng thì mình ltg xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại